Tôi nói thật với các vị nha, ngày hôm nay tôi muốn nói câu chuyện này không phải tôi nói về hơn thua. Tôi nói cái tâm tình của tôi với người khác. Ngoài ra tôi không nói hơn thua. Tại sao tôi nói đến tâm thái, tại sao tôi nói đến thằng Benny Trương? Bởi vì tôi muốn nói với quý vị đó là những điều mà chúng nói sai về cái gì tôi nhìn thấy. Còn nếu nó nói đúng, tôi đồng ý ngay. Còn nó nói sai thì tôi nói sai. Thế thôi, tôi ở 3 năm nay ở nước Việt Nam mà tôi về Việt Nam hàng ngày mà tôi biết mà. Thôi, đại khái là nó như thế. Cuộc đời này nó không phải như vậy đâu các bạn ơi, nó không phải vậy. Đến một ngày nào các vị khi mà cái xương của các vị nó đau từng giây từng phút, nó hành hạ từng giây từng phút trong những cơn lạnh á, thì quý vị muốn quay về nơi này, chẳng có muốn ở bên đó đâu, đó là sự thật. Tại vì khi có người Á Đông của mình nó sang ở Việt Nam, cái khí hậu nhiệt đới mà qua đó cái mùa đông nó khủng khiếp đấy. Nó đau từng cơn mà trong cái cô đơn đó thì các vị chỉ có nhớ đến nơi này thôi. Bởi vì nơi này, chính nơi này là cái ngôn ngữ của các vị. Cái tâm tình nó dầu thế nào thì cũng là cái tâm tình người Việt. Chứ nhiều người Việt Nam, nhiều người Việt Kiều ở bên đó họ muốn về. Khi họ đau đớn họ muốn về. Em chào anh Cầm. Hello, chào em. Lâu quá mới gặp mày, ok về định cư lâu. Mày nãy mày nói cũng nuốt tâm sự của tao đó. Thiệt mày càng lớn tuổi chừng nào thì ở bên này càng buồn chừng ấy. Cái điều đó là điều hiển nhiên rồi. Mà từ xưa giờ tao cũng đã về. Chắc là lẽ tao về Việt Nam, chắc là các em cũng biết. Tôi đi lung tung, tôi đi thái đi. Bởi vì cái thời trẻ mình không có dịp đi cùng đất nước. Mình không đi từ Nam ra Bắc thì ra có lúc về già. Nói chung là cỡ như tao là coi như cuối đời rồi. Thì tranh thủ, nó thẳng là tranh thủ đi từ Nam chứ Bắc, mà kỳ rồi thì không có đi được hết. Nhưng mà đi cái bực những cái mấy tỉnh lớn, ví dụ như ra Hà Nội, mà đi Hà Nội thì đi cũng ngắn thôi. Còn thiếu nhiều lắm mày ơi, quê hương mình đẹp lắm. Thì ca Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, rồi miệng, nói chung là tất cả những cái chỗ Hà Giang, rồi nói chung là Sa Pa, Úc Trinh, nhiều. Có thể mày muốn đi rồi mà đi vài năm chưa hết nữa. Chưa hết đâu, không hết được đâu. Chưa hết đâu. Rồi cái cảnh của Việt Nam mình nó rất là đẹp, tao nói rồi, mày thấy rõ ràng không? Mà em ở anh bên... Bằng biết anh Cầm biết không, em có cái hận á, mẹ mình vừa mới đi mình chưa kịp con coi thì ngày hôm sau nó cứ đổi mới mẹ rồi, tức là lúc nào mình đi quay lại nó mở mới mẹ rồi. Đúng rồi, cho nên đâm ra mình giận. Giống như ở Nha Trang anh, em vừa mới đi giờ ra nó mới có năm trước năm sau nó đổi mới rồi, nó chẳng lẽ giờ tao cũng phải đến đúng Nha rồi Trang nói đâu xe. Ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tôi về, tôi năm 2017 chứ 2017 tôi về, tôi mua cái nhà, tao có nhà ở Việt Nam mà. Thì lúc mà năm 2018 tôi đã về, rồi 2019 tôi về, rồi tự nhiên thấy cầu vượt ở đâu nó mọc lên như nấm vậy, rồi mà nó hoàn chỉnh luôn. Hồi xưa ở phi trường Tân Sơn Nhất á, mà chạy về Thủ Đức á, là phải chạy qua ra xa lộ đầy hàng rồi tùm bim bla cho mới chạy về tới Thủ Đức, tới ngay Sông Thần. Bây giờ nó có một cái con đường nó chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất mà chạy một đường thẳng luôn về tới nhà luôn. Em giờ em nghe nói là ngày tháng 10 này là chiếc xe tàu điện chạy đầu tiên anh. Nó đã giao tàu điện. Anh có thấy tụi nó lên lịch rồi, lên chương trình rồi. Đầu tàu về đó. Dạ. Đó thì anh cầm về đi rồi em hứa với anh á, em cho anh uống một cái nước mà anh nói anh uống cả đời anh chưa được đụng tới. Em dám bảo đảm với em luôn. Mà em đang bây giờ là em định là làm cái này, đây là nói làm cái nói là tham vọng thì có lẽ đúng. Em là em hy vọng là cái sản phẩm của em qua nước Mỹ với lại ở châu Âu. Tao nghi cái này là tao nghi mình đang mà trồng nấm linh chi phải không? Không không không, cái nấm linh chi là cái thứ sàn sỉnh lắm rồi. Em làm là thôi bây giờ em nói cho cộng đồng mạng luôn, em trồng đậu nành đen. Mà trên thế giới này nó chỉ có 3 nước có thôi. Là cái gì? Đậu nành đen anh. Đậu là, nành đen. Anh đi vô trong mạng anh search black soybean. Là em là người độc quyền ở Việt Nam. Thì giờ em đang làm sữa để em chuẩn bị ra sữa đậu nành đen để em ra mang ra nước ngoài. Hiện tại bây giờ Việt Nam mình nhập của thằng Hàn. Em nhập, em về đây là đầu tiên em làm cái chuyện đó đó chứ. Em nhập cảng để em làm, tại em ở Hàn mà. Thì bây giờ em nói chứ tại sao không trồng. Rồi em bây giờ em trồng, má trồng 3 năm á, liên tục. Rồi mới được giấy phép, được trồng trọt. Rồi trong 3 năm đó bắt đầu em mới lấy được cái độc quyền rồi em mới làm việc được. Ủa mà em đau đầu. Bây giờ là em nói với anh là 3 năm nay đồng ra không, em chưa có đồng vào đó anh Cầm. Đâu có thì mày bỏ vốn ra thì sau này mày sẽ gặt hái nhiều hơn thôi. Nếu mà cái chuyện mày mà làm tao thấy rất là độc đáo, nó có nghĩa là đi Việt Nam chưa có ai làm gì phải. Tao thấy là chưa có chúng ta, cả thế giới này cũng, thế giới này chỉ có thằng Hàn với thằng Nhật nó có thôi mà, với thằng Tàu có thôi mà.
mà tụi nó trồng khó hơn mình. Tụi nó trồng nó là mùa đông của nó không làm trồng được, còn mình á là ba mùa anh ạ. Đã nói bây giờ là quá, tôi em nói với anh Cầm nha, anh Cầm mà về đây mai mốt nếu mà em mà kia em xây nhà, em có cái nhà cái mảnh đất ở Phú Yên đó, đó em ở cái sông cầu á là ngay sát biển, em mà được cái này sao em xây nhà em mời anh Cầm tới đó cũng mà hưởng với em, nhìn ra biển luôn. Ờ, tao cũng chưa tới về, tao về kỳ đồ tao tức quá, tại vì bà già mất á, tao phải chạy về Mỹ cho nên vì cái đó. Mẹ mất bao năm nào anh? Mới mất tháng 12 năm ngoái nè, 28 tây tháng 12. Cho nên vì đó tao phải chạy về, nhưng mà thôi, bà già mất thì nằm yên nghỉ ở đất Mỹ rồi, thì thôi giờ kỳ này về, vỗ đầu xong rồi tao đi về, nếu mà có vé bán tao đi về. Cho em hay, nói liên lạc với ông Bằng để cho em hay, em có số điện thoại, còn không thì em vô cái message, em vô trong cái Facebook, em làm bạn với anh rồi tụi mình liên lạc với nhau. Ủa vậy mày chưa kết bạn với anh hả? Dạ chưa. Rồi ok, sẽ kết bạn đi, có gì tao về tao liên lạc. Dạ. Thì ok vậy thôi. Dạ. Thì anh mà đến gặp em á, em cho anh uống một loại rượu, rượu mà em nói rằng là bây giờ là em đang định là nếu mà sang thành công này á, em làm cái nó anh uống xong anh ngủ anh thấy chợ thấy tiền trên trời luôn, anh ngon lắm. em nói thật. Để làm nó nôn quá mày, làm nó nôn quá mày, làm cho kiểu hồi xuân á hả, kiểu hồi xuân. Không hồi xuân đâu, em dám không dám nói, nhưng mà không phải hồi xuân á, mày làm cho coi như nó xung độ mà như cái trẻ lại nó trẻ quá lắm. Trẻ lại đó. Em nói cũng em hy nói... vọng em nói chứ cái ở đất nước Việt Nam mình, em nói với bạn em nông nghiệp Việt Nam mình á, nếu mình làm nó đúng hướng ra là nuôi gấp 10 lần dân số Việt Nam, tức là mình nuôi 1 tỷ người dễ dàng, gọi là không có chuyện gì khó khăn đó. Nhưng cái khổ đây á, có nhiều đứa nó cứ chửi rằng là tại sao mình làm bạn với Trung Quốc, để nó cái vụ Covid được không nuôi bao nhiêu người. Tao nói cho mày nghe, cái đầu óc nó như cái đám quỷ này, nó không có kiến thức. Tao nói mày nghe khổ lắm, mình nói hoài mà nói cho nó đâu có nghe đâu. Tao nói cho mày nghe, tao để nghĩa từ lâu à, mặc dù tao là thằng dốt thiệt mà tao nghĩ về có nghĩ về cho mày đồng ý không. Trung Quốc ai cũng biết người Việt Nam sống bên đó từ hồi ngàn năm nay, ai cũng biết nó xấu chứ không có tốt. Mà cái lý do tại làm sao mà mình nó đô hộ mình cả ngàn năm mà nó không lấy được mình con mẹ vậy, nó phải hiểu cái điều đó là bởi vì cái đường lối của ông cha ta mình nó đã như vậy rồi, nó có đường lối, nó có hoạch định, nó có cái vấn đề để mà nó chống đối rồi. Không cần em chỉ nói một điều đơn giản như thế này, có lẽ rằng em chỉ có nói một câu chính trị này, nhưng coi như mà em nghiên cứu rất kỹ thì em nói một điều đơn giản như thế này: Đảng Cộng sản với Việt Nam với là chính phủ Việt Nam, họ đi những cái bước đi chính trị quá giỏi, rất là lịch lãm, quá giỏi, nói rất là lịch lãm. Tụi này là tụi co kiến, mình nó tao nói mà tao phải nghe, rất là lịch lãm. Bởi vì sao á, nó không hiểu gì hết mẹ, tụi cái đầu óc. Yeah, bởi vì đầu sao óc là thứ mà tiểu nhân mà đòi đi so bì với lại mà vĩ nhân đồ mẹ đồ thứ khốn nạn. Tại vì sao em nói rằng họ đi những bước chân lịch lãm là bởi vì đến chính Mỹ nó muốn vây mình mà nó không thể nào vây kinh tế lâu hơn được, mà nó đồ đến phút cuối cùng nó hối hận là bởi vì nó cấm vận mình. Hồi năm 1991 anh, thì em học ngành này thì bà ông thầy em chửi Bush cha dữ lắm, thì anh hỏi tại sao chửi. Anh nói một câu chứ nếu mà hợp như nó ban giao Việt Nam thì cái ngành máy bay á, nó chở cái tụi Việt Kiều này về mỗi năm nó xin lời cả mấy chục tỷ, mà nó giờ nó để cho tụi Đài Loan với tụi Korea với tụi Thái Lan hốt mẹ hết, nó chửi tạp bút. Cho đến thời Clinton, tụi Boeing với tụi những hàng hàng không máy bay nó ép là phải ban giao Việt Nam gấp. Tại vì cả triệu thằng Việt Nam ở bên đó nó về đủ mà nó đi thẳng. Mà bây giờ để cho cái thằng Ballard chụp Korea với thằng tàu nó thằng Đài Loan nó ăn không biết bao nhiêu tỷ, nó ăn không biết bao nhiêu năm. Má tao nói thiệt mày, tao nói hoài, tao nói mày cái đầu của nó ngon ngon lắm. Tao nói mày những cái đầu lãnh đạo của Việt Nam mà họ nhìn sâu và nhìn xa vài chục năm, chứ không phải kiểu giống như bữa trước bữa sau đâu. Tao nói chuyện với tụi nó tao chán lắm, bởi vì cái giống như cái thằng khốn nạn, như cái thằng Đài Loan nè, đồ má ở bên Đài Loan Trung Quốc nó sắp sửa thôn tính, đéo lo hồi sủa về Việt Nam toàn nó dốc nó xạo đồ má nó tào lao. Cái thằng đó nó có ba điều mà em nói, em thường nói với những thằng đó. Thứ nhất, mày sanh ra mày có mắt mà mày không biết nhìn, mày không biết sử dụng mắt.
có tai mày không biết sử dụng tai, có não mày không biết sử dụng não, nhưng mà mày chỉ bởi vậy. Cái mồm. Mày biết cái sử dụng cái mồm không? Mày chỉ có mồm không? Cái hỏa lực mồm mày còn mạnh hơn tất cả các thứ. Còn cái thứ hai nữa, mày có cái lỗi thứ hai của nó là gì? Mày đã ngu mà mày tưởng mày giỏi. Mày ngu mà mày lì. Cái điều thứ ba ngu, nữa. Gì ngu mà nó mà ngu nó còn lì nữa. Mày không hết thuốc chữa anh ạ. Hết thuốc chữa rồi, tụi này hết thuốc chữa rồi. Tao nói mày rồi, cái đầu nó toàn, cái đầu nó toàn là lãnh đầu tàu hũ với nước dừa không ạ. Còn điều thứ ba khốn nạn này nữa, cái khốn nạn nhất trong cái ba cái hai cái đầu đó đã khốn nạn có đời thứ ba, nó cứ tưởng nó thành ra nó để nó làm thủ tướng. Nó tưởng nó sanh ra để nó làm chủ tịch. Ao mẹ nó bớ nó nói chuyện vớ vẩn. Nó nói một hồi anh em nói với nó có thằng nó nói em nó nói em xong em nói chứ mà mày nói một hồi tao tưởng ngày mai mày đi làm chủ tịch nước. Nhưng mà mà tao nghĩ là cái thế mà em mới nói nó hiện tại bây giờ có một đất cái chủ tịch tao đề nghị mày đủ má nên vô bỏ đơn để mày làm. Thì em chỉ cái nhà thương điên đó em nói đủ má mày vô mày làm chủ tịch mấy thằng điên đó tao nghĩ là đủ má mày không thằng nào đương cự được mày á. Khùng chủ má khùng điên mệt thế mà. Thì ok, tại bên này mày thấy rõ ràng không, bên này cô đơn giờ này, bên này mới 10 giờ 4 mấy tối rồi, nhưng mà bên này đủ má tắt đèn hết mạnh ai nấy ở, tao mới xuống bếp mà ngồi nói chuyện để bà ngủ. Thì tao nói cho mày nghe vậy là có nghĩa là ở bên này cái diện vậy nó cô đơn, mày cũng biết rồi, mà đủ má đâu có vui, đâu có vui vẻ mẹ gì. Em có thấy một tấm hình của một thằng nhóc con thôi, nó chụp ở Facebook ở bên Đức á, thì đó đấy đông người sao tôi lại cô đơn. Đúng rồi. Còn là dân thiên hạ không mà đâu phải dân em, trong. Em mới qua Mỹ á, em ở Florida, ở St. Petersburg á. Thì nó buồn quá, toàn mấy cái ông già đi về hưu. Em mới đi nói cho buồn quá, thôi ta lên New York đó. Em lên New York em càng cảm thấy cô đơn. Ở đâu, càng ở đâu, ở đâu, nói chung ở đâu cũng cô đơn cả. Chỉ có về được Nam thôi. Và tao vậy đâu, tao khoái nhắc cái ghế ngồi trước nhà. Dồn xe đi qua đi lại thấy vui. Em nói thật bây giờ đó, đó là mày. Đó là em nói với anh đó, em nói với anh đó. Bây giờ uống 1000 tang thuốc bổ không bằng 1 phút tao ngồi đây. Em nói với cái con đúng công của em vậy. Tao nói, tao nói cho mày nghe. Hôm trước tao có kể chuyện rồi, nhưng mà tao nói nghe. Ở xứ này, ở bên Mỹ này, cái mùa mưa nắng nó không giống Việt Nam. Ở Việt Nam thì gọi không phải, bên tao là lạnh số 1 thế giới rồi, không nói nữa. Đúng rồi, tao, Minnesota tao, mà phải không? Minnesota mà, đúng rồi. Anh ở St. Paul hay đâu? Tao ở St. Paul, ở Minneapolis. Minneapolis là St. Paul đó. Dạ. Ở thành phố Đức, quận Hai Đức Bình. Đây tao nói cho mày nghe nè, tao đi ra Sài Gòn, kỳ rồi tao đi về Việt Nam, tao đi ra Sài Gòn, tao tính buổi chiều tối, tao quay mấy cái chỗ mà mấy cái cảng gì đó, mấy cái chỗ đẹp đẹp á, đang đi, tự nhiên trời nó mưa mày. Mà nó mưa khoảng chừng 15 phút rồi nó tạnh thôi. Đù, mà tao khoái quá, tao cởi ứng mưa, tao dầm mưa. Em cá nhỏ, với anh á. Mấy đứa nhỏ nó cứ mấy đứa nhỏ chạy rối rít đủ mà nó lấy ông bừa ra trùm cho tao, tao ngồi tao cười đủ mà nó hỏi bộ bắt khùng mày sao cười, tao nói tao khoái quá đồ lâu quá mới thấy được mưa. Em nói thiệt với anh Cầm nha, anh chưa có hưởng được nhiều là bởi vì anh chưa đi xe bus. Anh mà đi xe bus rồi anh thấy là những đứa học trò mà anh không rớt nước mắt, em không phải là người luôn, những các cháu của nó thằng nào nấy nó cao 1m7 1m8 ủ má. Em nói thật cái lúc mà thời em đi học bây giờ em cao 1m7 nha. Ủ má mà cháu thằng nó cao 1m8, em hỏi cháu học lớp mấy, nó nói cháu mới học lớp 10. Em nói gì mẹ mày cao như vậy, tao thấy đúng mà khủng khiếp. Mà nó cứ bảo là thực phẩm dơ, thịt dạo giấy. Tao nói gì mẹ mày về đây, tao dẫn mày đi coi cái thằng 1m8 mấy thằng mà nó giống như bình thường. Cái thằng nào nó lịch sự đến mức mà em cũng mặc dù là em cũng là tuổi nó lớn nhưng mà em cũng có thể đứng được. Mà nó thấy em đứng là cái con bé mới bây giờ. Nó đứng lên là nó mời mình ngồi. Rất là dễ thương. Mà tao nói cho mày nghe. Tao đi rồi, tao kiểm nghiệm xe buýt rồi. Tao đi từ, tao nói lẽ tao đi xe ráp rồi nhưng mà tao nghĩ tao đi xe buýt thử. Thì tao đi từ con đường, tao xuống Củ Chi. Tao xuống Củ Chi thì nó có tuyến xe buýt á. Tao nhớ là đường con cái xe buýt số 33. Xe có máy lạnh đàng hoàng chứ mày, xe đúng có rồi, máy lạnh đàng hoàng, xe máy lạnh đàng hoàng, xe buýt đàng hoàng con là lắm, mà lịch sự lắm chứ không phải đàng hoàng đâu. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là bây giờ các thanh niên học sinh Việt Nam mình bây giờ đứa nào nó thấy cao lắm mà, đứa nào nó thấy cao. Con cá, con cháu tao qua đủ còn toàn 1m7, 1m7 mấy, 1m8, đùm dễ sợ. Em bắt đầu với anh đó, em nhìn chúng nó đó, tự nhiên em lòng em rung động, em bảo mà đất nước của mình đúng là đã đến lúc mà đã thăng hoa rồi. Em bây giờ em mà viết thơ cho chủ tịch nước. Khoan.